Đây, đây là cái phần bạn bình bạn ý làm hardware đây, có con trở rồi là cắm con đèn, đó, cắm cái chân JBL của con pi, rồi ok. Thì đây là số code của bình này. Số code thì chỉ cần cần hai file cả em. Anh cần yên đi cho dễ. Mất cười. Có thể là bị lỗi. Thì mất lại lỗi à? Cần hai file hả em? Một file, một file là trên user space, một file là kernel space. File kernel là file nào? Là file mode. Đây. Đây là cái phần code driver của bạn Bình đây. Cái code này thì mình sẽ up lên sau, con này paste ở chỗ nào vậy? Code driver đây. Ô, đơn giản vậy hả Bình? Xuống dưới nữa, chỉ hơn, chỉ hết. Nhưng mà nó không sâu được hết. Code driver của bạn ý đây. Đấy, trong code driver này của bạn ý thì bạn sẽ phải khởi tạo chân JBL cho nó này, xong bạn sẽ tạo ra một cái file, device file. Device file tên là gì Bình nhỉ? Ở trên đầu của em có. Cường trên đầu của. Đâu device file đâu? Device name đâu? Đúng rồi, tên là net. Anh vẫn đi vào hàm init có gì chẳng phải có. Đây. Đây đúng không? Đây là tên của device file đấy. Thì đại ý là sau khi load driver lên này, nếu nó sẽ tạo ra một cái file tên là led ở trong folder device. Sau đó thì mỗi khi mà mình ghi giá trị 1 vào cái file này thì nó sẽ bật đèn led này lên. Mình ghi 0 vào nó sẽ tắt led này đi. Bây giờ mình thử nhé. Mic này. Warning. Mic ngoài warning này. Cái này nó đang không sử dụng biến này. Sudo is mode. Rồi. Bây giờ mình sẽ check luôn cái file đấy nhá. LS này. Dev này. Lên. Đó, có file này đúng không? Bây giờ mình echo này, echo không đúng không Bình? Không, em không không thể echo, dùng ấy, file mode đúng không? Ừ. Không echo được à? Không echo được. À. Do cái hàm read write của em implement chưa chuẩn nên nó không echo được. Đâu phải gọi hàm nào? Gọi như nào? Nó sẽ có một cái code ở trên user space. Cái code user space. Đây led còn trôi đúng không? Xong như truyền tham số như nào nữa? Heavy anh heavy. Một thằng nhằng thế. Anh Tùng led đúng không? Làm riêng một app. À đây, led trừ n on này. Em phải làm nào cho nó echo được chứ lại còn. Em không thích chơi echo bản quyền. Đây. Mình gọi tức là mình sẽ truyền cái giá trị mình ghi chữ on này vào cái device không, đấy, không phải. Không cần luôn. Anh gọi echo được ngoài. À đây được đúng không? Off đi, anh bây giờ phải off. Thế dùng IOCTL không? Không thì vấn đề là nét control kìa. Anh đây là bài IOCTL. IOCTL. Nhằng quá em ạ. Đây là bài IOCTL thì đâu. Echo gì anh? À, IOCTL à? Đúng rồi, bài anh biết IOCTL không? Sudo. Sudo. Ui. Đây là bài IOCTL. Tắt cái đèn LED. Đây là bài IOCTL đúng không anh? Thử thách người dùng nha anh. Dễ quá. Thế mà tắt đường led rồi đúng không? Bây giờ thử xem trong cốp bạn ấy làm gì mà tắt đường led nè. Tắt nguồn. À rồi là nó dùng ngay thì. Đây là IOCTL mà. Em ơi, cô tủ quá em ơi, sẽ dùng IOCTL. Đây là bài IOCTL mà. À đúng rồi. Bài bài tập nhà mà anh. À mày dùng IOCTL à? Đúng rồi, anh gọi là. Bài chân nữa âm là. Thế chưa ai làm được cái bài echo à? Echo là đăng ký vào ship và sẽ dùng đúng anh. Ừ. Không, echo là viết vào trực tiếp luôn. Em mới biết là echo trực tiếp. Em biết bài nào kìa. Cũng như này nhưng mà em chỉ anh để đâu nhá, mình gửi code sau nhá.